Em xin chào toàn thể các bác đến với kênh YouTube chuyên về sung của em. Thì hôm nay nhân tiện em có lên một số phôi sung để mô. Đấy, như là ngoài vườn kia thì cũng vẫn còn, còn một lô nữa gần 100 cây. Thì hôm nay em lên một số để mô để cho các bác lựa chọn. Và em cũng xin báo giá luôn. Và giá này là chưa có phí ship. Đấy, và ưu tiên những bác nào ship xe ở gần thôi. Vì thực chất phôi sung này nó rất là già và lực cây. Đấy, thì như cây này em đã lên chậu được tầm khoảng 2 tuần. Đó nhá, chậu 2 tuần. Thì sơ khoa thì em cũng xin thông báo với các bác là cái lô sung này, thì các bác nhìn này, đa phần là xỉ than em trộn này, cũng như là phân lợn và đất thôi, chứ không có cái gì phải cầu kỳ hay như kiểu là Akanama của các bác mua ở ngoài quán cả. Thì những cái dòng đấy nó là nhà em làm số lượng không có. Đấy, thì sơ qua cho các bác là giới thiệu đây là một phôi sung 5 năm và em nó là khoanh gốc thì quá to rồi, khoảng 4 ôm tay, 4 bàn tay ôm vào nhau. Đấy chưa? Đây các bác nhìn sơ qua em mới lên demo được 4 phôi. Đấy, thì nếu mà bác nào lựa chọn được giá thì như những cái phôi ở đây thì là toàn phôi tầm đại thôi, rất là đẹp và toàn 100% là dáng huyền. Thì trực huyền các bác nhá, trực huyền, cảnh trực huyền. Thì các bác nhìn thấy quả em lên ấy vẫn còn nhiều và sung nếp xịn. Đấy, sung nếp xịn. Đây các bác nhìn thấy nếp xịn chưa? Đốm này. Đấy, vì tại sao cái mùa này quả nó bị như này là cái thời tiết ngoài Bắc em nó lạnh, thế nên là quả như thế. Thì em sẽ đi từng cây một. Thì đây em mới lên demo 4 cây. Còn dưới đây là những em lộc vừng ngả huyền này, toàn những em lộc vừng ngả huyền để cho các bác chơi. Thì em vẫn có thể bán phôi cho các bác một số phôi thôi. Thì bác nào em quay qua thì những phôi nào, thì ở đây em có 200 phôi, nên là bác nào ưng cái phôi nào thì các bác cứ chụp ảnh cái màn hình đấy để em lựa chọn cho các bác. Đấy, em chỉ quay qua một, sơ một số phôi thôi, sơ một số phôi, sơ phôi, phôi lộc vừng thôi. Đấy nhá, một số phôi. Đấy, một số phôi. Đấy, bác nhìn chưa? Và một số phôi này nhìn cũng rất là kỳ quái. Em quay sơ qua để các bác xem và lựa chọn. Đấy chưa? Các bác cứ lựa chọn thoải mái. Đấy, rất là nhỏ gọn luôn đúng không ạ? Thì bác nào ưng được cái phôi nào thì chốt phôi đó. Thì cứ phôi này là một trong những cái dòng phôi rất là già rồi. Phôi này 2 năm dưới vườn. 2 năm dưới vườn là em mua phôi, em cũng mua phôi về em nuôi đấy các bác nhá. Trước khi nó là phôi cũng bé thôi, 2 năm dưới vườn nhà em thôi. Còn trên vườn thì người ta thì tầm khoảng hơn 2 năm tí, là tầm khoảng 4 năm mới được một phôi như thế này. Thì lộc vừng này rất là khỏe các bác. Đấy, em quay sơ qua các bác xem những phôi nào đẹp thì các bác chọn. Đấy, và bên cạnh đó thì em cũng quay sơ qua một cái số phôi sung phôi xanh mini, như là hàng bim bim luôn, cho nhà cho các bác cùng xem. Thì như cái hàng bim bim đây các bác. Đấy, bác nhìn qua những cái hàng bim bim nhà em thì nó cũng không có nhiều, nó chỉ có một vài phôi thôi, nên là quay để các bác nào demo chọn được. Thì đây là toàn những cái loại má lợn, nghĩa là không phải là gieo hạt đâu ạ. Cái này xanh Nam Điền thì là chiết thôi, chứ không phải là trồng từ hạt, thế nên các bác yên tâm. Xanh thì sức sống không phải nghĩ rồi, đa phần bây giờ đã cũng toàn chiết thôi. Đấy, thì như phôi đầu tiên này, phôi số 1 này. Đấy, phôi số 1 này em đẻ với giá là 1 triệu bao cước vận chuyển đấy các bác nhá. Tụt rịt cao đúng một gang tay. Đấy, một rịt cao đúng một gang tay. Đấy, còn đây, đây là phôi số 2. Phôi số 2 này thì thực chất nó là một cành cắm thôi, cành cắm 3 cành thôi, nên là các bác cũng yên tâm là cây nó vẫn là ổn định, khỏe. Đấy, bác nhìn chưa? Hàng này là hàng bim bim nha các bác nhé. Hàng bim bim, nên các bác lên chậu chơi cực đẹp. Đây em ghép ra để gọi là làm ba thân, tam đa, chơi cực ok. Các bác có thể đặt ngay từ bây giờ nhé. Khi lên hoàn thiện thì các bác có thể đặt ngay từ bây giờ. Đấy, cây thì cũng lên chậu được tầm 2 tháng rồi. Đấy, rất đẹp luôn. Hàng bim bim rất hiếm có này. Đấy, và tiếp theo thì như con này thì để khi hoàn thiện các bác cứ đặt đi, đến khi hoàn thiện làm thì cái giá nó sẽ cụ thể hơn. Thì như cây này nó không thể như cái thằng cây to cái được, vì nó đã chun chun rồi nó khác. Còn thằng này lên vì có thể là lên nó sẽ mất thời gian lâu hơn nữa. Đấy, và đây là một em huyền nữa, là cây số 3, em huyền. Thấy chưa? Em huyền này.
chỉ đi một đây chỉ bằng ngón tay cái thôi, rất nhỏ, bác về chơi để chợ này. Đấy. Và kia một em Huyền nữa, em số 4, Huyền số 4, rất đẹp luôn. Bác nào ưng thì cứ liên hệ với em nhá. Ưng phôi thì em bán phôi. Đây, bim bim đây. Và đây là phôi số 5. Phôi số 5. Đấy, phôi số 5 ạ. Còn đây là một em phôi trực huyền mini. Trực huyền mini cực nhỏ xinh. Dáng cực kỳ quái luôn các bác nhá. Bác chơi thì mới biết được chất được của xanh Nam Điền rồi, từ trước đến giờ rồi. Đấy. Thì bác nào ưng thì cứ liên hệ số điện thoại 0971078562. Đó là Zalo của em. Thì cũng mong các bác cho em xin một nút đăng ký kênh để cho em có sự tương tác cao trong dòng giới cây cảnh. Đấy. Thế này các bác nhá. Cây số 1 này, cây số 2 này, cây số 3 này. Dạ, cây số 4 này, cây số 5 này, cây số 6 này. Đấy. Bác nào ưng phôi nào thì cứ chụp ảnh gửi màn hình cho em. Em sẽ báo giá cụ thể. Thì như em này thì em báo rồi này. Đấy. Còn 6 em này thì giá cụ thể. Anh em mình bác cùng thảo luận. Đấy. Ép giá. Còn em sẽ đi vào 4 phôi sung demo. Thì phôi sung demo đây. Thì như các bác xem, đây là phôi số 1. Em sẽ quay cho các bác xem. Đấy các bác nhá. Còn kích thước thì em chưa đo được, em mới lên cũng chưa đo. Nhưng mà đảm bảo là to hơn bắp đùi, được chưa? Gốc đảm bảo to hơn bắp đùi. Đấy các bác nhìn chưa? Bắp đùi của một người 70 cân. Đấy, nhìn chưa? Dễ riêng rất đẹp, em mới lên chậu đấy thôi. Đấy, như em này là em dáng trực huyền. Trực huyền. Và những cái lô to như này em ưu tiên những bác nào ở xa. Và em không bao ship các bác nhá. Thì như cái này em xin báo giá, đây là cây số 1. Các bác nhìn xa đấy, cây số 1. Đi một vòng cho các bác xem. Đấy, cực quái luôn. Được chưa? Bác nhìn thấy không ạ? Thì bác nào lấy lẻ về tạo tác thêm này. Đấy, như phôi này thì những các bác bán này, mua thì chắc là phải đắt hơn rồi. Chắc chắn là điều đó rồi. Được chưa? Đấy, đây là cây số 1. Cây số 1 em xin để với giá là 2,6 triệu, chưa bao cước vận chuyển nhá. 2,6 triệu chưa có cước vận chuyển. Đấy. Cước vận chuyển là chưa có, vì ship những cái dòng cây to này đôi khi là miền Nam nó sẽ một cước khác nhau và miền Bắc nó sẽ một cước khác nhau, thế nên là đôi khi là không thể chuẩn giá được cho các bác. Thế nên là hay là nếu bán như vậy thì đôi khi là cũng sẽ rất thiệt thòi, nên là mong các bác thông cảm. Đấy. Để sở hữu được em nó, cây đã có ra quả hết rồi các bác nhá, yên tâm. Đấy, cây số 1 2,6 triệu chưa cước vận chuyển. Rồi, em xin lên cây số 2. Đây là một em số 2. Cũng trực huyền nhưng mà to đại này. Tàn bay, cao, đẹp. Quả đã có. Đấy, em quay một vòng cho các bác xem. Em trực huyền. Đấy, các bác trồng có thể thành thác đổ được. Nhưng mà em trực huyền thì chơi nó sẽ vẫn dịu mắt hơn. Được chưa? Đây là em trực huyền số 2. Cây số 2. Cây này em xin để với giá là 2,8 triệu. Chưa có cước vận chuyển ạ. Đấy, 2,8 triệu chưa cước vận chuyển. Đấy, như vậy. Demo gốc cực già luôn, đanh cây. Rồi, em xin phép lên cây số 3 luôn. Một em số 3, một em huyền lệch. Huyền lệch. Vành gốc thì to bằng một, to hơn bắp đùi của người lớn rồi. Rất to các bác nhá. Tay cút chia đều cho các bác về làm hết rồi. Đấy, chia đều hết rồi. Đẹp chưa? Rất đều. Dạ. Quả đây. Râu quả to như này thì không bao giờ sợ thui được, các bác yên tâm đi. Râu quả như này thì các bác yên tâm một điều, không bao giờ sợ thui. Đấy. Thì đây là em số 3. Em số 3 này có giá là 3 triệu chưa cước vận chuyển ạ. 3 triệu chưa cước vận chuyển. Rồi, em quay sơ qua cho các bác. Một em tiếp theo là em số 4. Đấy. Em số 4 bên đây. Em số 4 là một trong những dòng em VIP. Đấy, em cũng mới lên chậu được cả 2 tuần. Để cho các bác biết và tham khảo. Em số 4 này thì là gốc thì không phải nói rồi, to hơn bắp đùi nhiều. Quả đây các bác nhá, chu quả vẫn còn nguyên. Cành kiếp chu quả còn nguyên. Đấy, thì cây số 4 này em xin để giao hữu với cho các bác với giá là 2,9 triệu chưa cước vận chuyển. Đấy, phôi này.
80 phân đến 1 mét cơ. Đàn bay 80 phân đến 1 mét tính đàn của nó. Các bác nhá. Thì em quay cũng rất chi tiết cho các bác. Về sẹo xiếc này. Đấy, nhìn khúc khuỷu này. Đàn cực đẹp đúng không ạ? Để các bác lựa chọn dễ. Đấy. Thì đây là cây số 4. Rồi, em xin phép kết thúc clip tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã xem video. Hẹn các bác trong những clip tiếp theo và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ. Rồi.